Vừa qua, Chủ tịch Kim Jong Un đã có chuyến thị sát trụ sở quân đoàn 2 của quân đội nhân dân Triều Tiên. Chuyến đi của ông Kim diễn ra hai ngày sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Trong bản tin về chuyến thị sát trên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo lưu ý, ý nghĩa của hành động nổ mìn ở biên giới không chỉ là đóng cửa về mặt vật lý, mà còn là chấm dứt mối quan hệ với Seoul vốn đã kéo dài hàng thế kỷ và xóa bỏ hoàn toàn nhận thức vô ích, ý tưởng phi lý về thống nhất. Ông Kim Chang Un nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải ghi nhớ một lần nữa sự thật phũ phàng rằng Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ và là một quốc gia thù địch rõ ràng. Bên cạnh đó, người đứng đầu quốc gia Đông Bắc Á cảnh báo nếu Triều Tiên bị xâm phạm chủ quyền, lực lượng vũ trang nước này sẽ được sử dụng không do dự, không cần tuân thủ các điều kiện nữa và đó sẽ là các hành động trả đũa hợp pháp đối với quốc gia thù địch chứ không phải đối với những người đồng hương. Theo Chủ tịch Kim Jong Un, chỉ có nền hòa bình được bảo vệ bằng sức mạnh to lớn, có khả năng chế ngự kẻ thù mới là nền hòa bình đáng tin cậy, an toàn, lâu dài và là sự bảo đảm chắc chắn cho sự thịnh vượng cũng như tương lai của đất nước cùng nhân dân ta. Trong khi đó, về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Thống nhất Kim Jong Ho mô tả việc thống nhất bán đảo Triều Tiên là một nghĩa vụ đạo đức. Theo hãng thông tấn Yonhap, trong một bài phát biểu tại thủ đô Washington của Mỹ, Bộ trưởng Kim Jong Ho nêu rõ Tôi cho rằng chúng ta phải tiếp cận vấn đề thống nhất từ góc độ nghĩa vụ đạo đức và quan điểm hướng đến giá trị, tách biệt với phép tính chi phí, lợi ích kinh tế. Ông lưu ý rằng Hàn Quốc sẽ theo đuổi một sự thống nhất tự do và hòa bình theo học thuyết mà tổng thống Yoon Suk-yeol đã công bố vào tháng 8 vừa qua, dựa trên các nguyên tắc tự do, hòa bình và thịnh vượng. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin cách đây ít lâu, các thiết bị bay không người lái UAV của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng để thả truyền đơn chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết UAV được cho là của Hàn Quốc mang theo tài liệu tuyên truyền đã được phát hiện vào ban đêm ở thủ đô Bình Nhưỡng lần thứ ba trong tháng này. Trước lời tố cáo của Triều Tiên thì vừa qua Hàn Quốc đã có động thái đáp trả. Cụ thể, theo Yonhap đưa tin, trong tuyên bố vừa được đưa ra, quân đội Hàn Quốc cho biết họ sẽ không điều tra vụ chiếc máy bay không người lái UAV được cho là của Hàn Quốc bay qua thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên trong tháng này, cho rằng đây là một vấn đề mà Bình Nhưỡng cần làm rõ chứ không phải Hàn Quốc. Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, JCS Lee Sung Jun nhấn mạnh, không cần thiết phải điều tra chỉ vì tuyên bố của Triều Tiên. Ngoài ra, ông Lee cho biết quân đội Hàn Quốc đang lưu ý đến khả năng Bình Nhưỡng sử dụng đoạn video của quân đội phía Seoul để báo cáo về vụ nổ các tuyến đường bộ liên Triều thời gian gần đây. Theo đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố những bức ảnh cho thấy một số đoạn đường phía tây Gipsy và phía đông Đông Hê bị nổ tung. Một trong các bức ảnh có vẻ giống với cảnh quay của GCS. Vụ nổ được công bố sau khi Triều Tiên khẳng định sẽ phong tỏa biên giới vĩnh viễn với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ tiền tuyến. Về vụ UAV truyền tải thông điệp, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Chung tuyên bố Triều Tiên có bằng chứng rõ ràng rằng quân đội Hàn Quốc chịu trách nhiệm về các máy bay không người lái đi qua biên giới nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin thêm nào. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vừa qua đưa tin, Bình Nhưỡng đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60m dọc theo các phần phía đông và phía tây của biên giới, theo một phần của quá trình chia tách hoàn toàn theo từng giai đoạn giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Dẫn lời đại diện của Bộ Quốc phòng Triều Tiên, hãng tin KCNA cho hay, các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện để biến biên giới phía nam đã bị chặn thành một pháo đài vĩnh cửu. Trước đó ít lâu, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường ghi ơn gùi và đồng hề ở phía bắc đường phân định quân sự giữa hai nước. Về sự vụ, các CNA tuyên bố, việc cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt này là biện pháp tất yếu và hợp pháp được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia thủ địch hoàn toàn. Cơ quan này cho biết đây cũng là phản ứng trước tình hình an ninh nghiêm trọng đang tiến đến bờ vực của một cuộc xung đột khó lường do các hành động khiêu khích quân sự, chính trị nghiêm trọng của các thế lực thù địch. Đây là lần đầu tiên Hiến pháp Triều Tiên chính thức xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Diễn biến này diễn ra sau cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên hồi tuần trước, được cho là nhằm sửa đổi luật quan trọng của nước này. Vừa qua, theo AFP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trích dẫn thông tin tình báo cáo buộc rằng Nga đang chuẩn bị triển khai 10.000 binh sĩ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để chống lại Ukraine. Ông Zelensky trước đây đã cáo buộc Triều Tiên gửi binh sĩ cho quân đội Nga, nhưng đây là lần đầu tiên ông đưa ra con số cụ thể. Theo đó, ông Zelensky nói rằng dựa theo thông tin tình báo, một số lượng không xác định binh sĩ Triều Tiên đã có mặt trên lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Phát biểu cụ thể, Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố khi phát biểu với giới phóng viên tại Brussels sau các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo EU: "Chúng tôi biết có khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên mà họ đang chuẩn bị gửi chiến đấu chống lại chúng tôi." Ông Zelensky còn nói rằng binh sĩ Triều Tiên bao gồm lực lượng trên bộ và các nhân sự chiến thuật khác. Ông còn tố Iran đang hỗ trợ Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa, dù Tehran đã nhiều lần phủ nhận việc này. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Triều Tiên đối với phát ngôn trên của Tổng thống Zelensky trong diễn biến liên quan, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun trong phiên điều trần trước quốc hội nói rằng rất có khả năng Bình Nhưỡng đã điều động quân nhân hỗ trợ Moscow, đồng thời dự báo Triều Tiên sẽ còn đầu tư thêm nhân lực cho xung đột nga-Ukraine trong tương lai. đáp lại Hàn Quốc, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó phủ nhận, nhấn mạnh thông tin Bình Nhưỡng gửi binh sĩ đến chiến đấu ở Ukraine là sai sự thật. Các lữ đoàn của quân đội Ukraine hiện nay có thể trực tiếp tuyển tân binh, không cần thông qua trung tâm tuyển quân của Bộ Quốc phòng Ukraine nữa. Các lữ đoàn thi nhau sản xuất các sản phẩm quảng cáo hấp dẫn để thu hút nam công dân tham gia đơn vị của họ. Khai thác hình ảnh phụ nữ đẹp là một trong những cách thức mới của họ. Trên nắp capo chiếc xe quân sự Humvee, một nữ người mẫu Ukraine xinh đẹp, mặc quần short ngắn và đi giày cao gót đỏ mận, dựa vào khỉu tay, khoe cặp chân trần thon dài bên nước xà phòng ướt át, dùng để rửa xe. Sau đó, ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên liên tiếp. Khung cảnh này giống chiến trường, nhưng thực tế không phải là chiến trường, mà là chương trình chụp hình quảng cáo cho lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine. Lữ đoàn hy vọng qua đây sẽ tuyển thêm được tân binh mà Ukraine đang đặc biệt khan hiếm trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Nét độc đáo của Ukraine vào lúc này là có hơn 130 lữ đoàn được phép trực tiếp tuyển binh. Họ không còn dựa vào các trung tâm tuyển quân quốc gia như trước nữa các đơn vị quân sự trên khắp đất nước Ukraine đang cạnh tranh với nhau để tuyển binh sĩ lấp đầy khoảng trống nhân lực của họ do chiến sự ác liệt với Nga. Và trong các đơn vị này, lữ đoàn xung kích số 3 nổi tiếng nhất về các sáng tạo trong quảng cáo tuyển binh. Lữ đoàn này có những tấm áp phích bắt mắt và một kênh YouTube hái ra tiền. Cách tiếp cận của lữ đoàn xung kích số 3 là hướng tới công dân bình thường, chỉ cho họ thấy kiểu mẫu binh sĩ mà họ sẽ trở thành nếu tình nguyện gia nhập đơn vị tác chiến hàng đầu của Ukraine đội sáng tạo nội dung của lữ đoàn gồm 20 người. Ba người trong số họ ngồi phía trước màn hình máy vi tính, xem lại các bức ảnh trong buổi chụp hình. Trong đó, có các bức ảnh về một quân nhân được phản chiếu trong kính dâm của một cô nàng tóc đỏ quyến rũ và bức ảnh khác về một người mẫu trong bộ váy nữ sinh ngả vào lòng một binh sĩ ở phía sau một chiếc khung vi. Lữ đoàn xung kích số 3 phán đoán cách làm này sẽ gây tranh cãi, nhưng họ vẫn hy vọng cách tiếp cận này sẽ mang lại cho họ thuận lợi trong việc tuyển quân các quảng cáo tuyển quân của Ukraine hiện ngập tràn đất nước này dọc theo các quốc lộ và con phố trên các mạng xã hội. Chúng tạo dựng nhiều góc nhìn khác nhau về chiến tranh. Một số quảng cáo rất trầm lặng, thiếu vắng bạo lực, số khác thì ca ngợi lòng ái quốc và sự quả cảm. Lữ đoàn cơ giới số 93 khẳng định rằng ai cũng làm được. Họ trưng ra những bức ảnh về những người dân bình thường xuất hiện trên chiến trường. Đó là anh lái máy kéo phía sau bánh xe tăng hay bác đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị các món ăn trên chiến tuyến chiến dịch quảng cáo đầu tiên của lữ đoàn xung kích số 3 bắt đầu vào tháng 3 năm 2023 với hình ảnh 5 viên chỉ huy của đơn vị này tạo dáng gần tiền tuyến. Những viên chỉ huy chấp nhận lộ diện thay vì che mặt như truyền thống. Chiến dịch đã mang lại từ 150 đến 200 đơn xin gia nhập lữ đoàn mỗi ngày. Theo bà Bondarenko, trưởng bộ phận truyền thông của lữ đoàn, bà nói mặc dù cứ 10 đơn vị như vậy chỉ có một trường hợp được tuyển, kết quả này vẫn là một thành công. Chiến dịch thứ hai minh họa những binh sĩ Ukraine ngânh diện đối phương. Chiến dịch thứ ba tạo dựng hình ảnh tân binh Ukraine ngồi trên ghế tựa, điều khiển UAV trên bầu trời xanh. Công tác sáng tạo nội dung cử lũ đoàn do một đội 20 người đảm nhận, trong đó có 13 binh sĩ và 7 dân thường. Thông điệp do họ tạo ra xuất hiện trên hơn 1.000 tấm áp phích trên khắp đất nước Ukraine. Họ cũng xây dựng các quảng cáo trên nền tảng số, sử dụng kinh phí từ kênh YouTube của chính họ với số người đăng ký lên tới 1,3 triệu và thu nhập hơn 15.000 đô la Mỹ mỗi tháng.